thành phố Z, nơi vừa bị tàn phá bởi Godzilla. Rất may mắn là đội phòng vệ đã xuất hiện kịp thời và hạ gục nó. Xin chào các bạn, mình là phóng viên Dở Hơi. Hiện tại mình đang có mặt tại hiện trường và như các bạn đã thấy đấy, ở đây chẳng còn một ai của đội phòng vệ cả. Bởi vì do mình đến muộn quá, ngủ quá giờ trưa nên là họ đi karaoke tay vịn hết rồi. Thôi thì chúng ta có gì xài nấy nhá. Ở đây có mấy anh dưới đáy xã hội hay còn gọi là cái nghề đi dọn cứt cai du ấy. Chúng ta sẽ cùng đi phỏng vấn một vài anh xem thử như nào nhá. Dạ, cho hỏi là anh đây tên gì ạ? đây là nhà báo đấy à? Vâng, đúng là nhà báo rồi đấy anh ạ. Thế đây là mình đang được phỏng vấn đấy à? Mẹ sư, cái thằng này nó nhà quê hay gì ta? Kể mà đây không phải là phỏng vấn trực tiếp thì mình đấm cho nó mấy nhát rồi. Hơn 70 ngày đi làm nghề chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào nó như thế này. Dạ đúng rồi đấy anh ạ. Nhưng mà anh cho em hỏi lần nữa là anh tên gì ạ? À, ngại quá, em tên là Jack. Không ngờ em đi hot cứt mà cũng có ngày được lên tivi đi phỏng vấn đấy ạ. Bố mẹ ơi, ông bà ơi, người yêu cũ ơi, con thành công rồi. Con hay cả lò. Thế đếch nào mình lại phỏng vấn trúng cái thằng Dở Hơi này nhỉ? Dạ, anh bình tĩnh đi. Không biết là anh có thể chia sẻ cho mọi người và cũng như là quý khán giả ở đây biết cái quá trình mình đi dọn cứt, dọn xác của Godzilla nó như thế nào được không? Thì công việc nó cũng đơn giản đấy mà. Mỗi người mỗi bộ phận, cứ thế mà dọn thôi. Ví dụ như tôi ấy, là chuyên dọn cứt nhá. Thì cứ cái chỗ nào mà nó nhiều cứt ấy, là tôi cứ đâm đầu vào dọn nó ấy. Đơn giản. Dạ thưa anh, là chương trình này đang được phát sóng trực tiếp nên là mong anh ăn nói cẩn thận, ăn nói cho nó lịch sự một tí ạ. Ui sởi, anh cứ làm quá lên. Lúc nhỏ ấy, do tôi không chịu học hành, thế nên là lớn lên tôi phải đi hot cứt. Thì cái công việc hot cứt thì tôi gọi là hot cứt thôi, chứ không lẽ bây giờ tôi lại đi gọi nó là dọn chất thải của kaiju, thì đâm ra nó lại loằng ngoằng, tốn thời gian quá, đúng không? Đúng đúng. Ê, thằng Jack mau qua đây, anh cho 5 triệu. Qua đây anh có việc gấp nhá. Dạ, sếp ở đâu ạ? Em đến ngay đây. Thôi, tôi đi đấy nha. Ấy, khoan đã, trước khi đi, không biết là anh có lời nào muốn nhắn gửi tới tất cả những bạn khán giả đang xem đài hay không? À có chứ, các bạn hãy nhớ là ấn like và đăng ký kênh cho Hai Cá lên 1 triệu sub ấy nhá. Và nhớ ấy, là học hành đi, chứ không là sau này lớn lên phải đi hot cứt kaiju đấy. Có việc gì vậy sếp? Cậu dọn cứt xong chưa? Dạ, thưa sếp là con Godzilla này nó bự, nên là nó ăn nhiều, nó ỉa ra cục cứt to quá. Từ sáng giờ em dọn mãi chưa xong. Thôi, cứ để cái đống cứt đấy cho đội khác dọn. Còn bây giờ ấy, tôi có công việc gấp cho cậu đây. Việc gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng vậy sếp? Ấy đừng nói là sếp bắt em đi hót cục cứt to hơn nha. Cái thằng này dọn cứt cho lắm vào rồi bây giờ trong đầu lúc nào cũng toàn cứt với cứt. Tôi nghe nói trước cậu làm bác sĩ thú y đúng không? Dạ đúng rồi sếp. Nhưng mà chuyện đấy thì liên quan gì ạ? Giờ thì cậu ngước lên trên đi. Ôi dồi ôi, giật hết cả mình. Nhưng mà sao nó bé tí vậy? Hàng họ của quái vật khổng lồ mà nó còn bé hơn là cả con quái thú trong quần của em nữa. cái thằng này, con Godzilla nó đã chết rồi mà mày lại còn đi body Samsung cái con tù hú của nó nữa. Công việc của cậu bây giờ ấy là cắt bỏ nó đi. Nhớ làm cho cẩn thận, để tôi còn giao cho bảo tàng đấy nhá. Ok, sếp cứ để em. Chồng bé vãi. Thế này có khác nào một cái ông mà cao 1m8 lại có con chim bé bằng con mũi đâu. Thôi, tạm biệt mày nhá. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình thấy con chim có thể bay được luôn đấy. À mà ý lộn, con chim nào mà chả không bay được nhỉ? Nhưng mà con chim này lạ quá. Tại sao mày cứ nhìn chằm chằm vào người tao là như thế nào? Mau tránh xa tao ra. Này, làm việc như thế nào rồi mà lại đứng ở đấy nôn ngoẹ là sao? Bộ nó thối lắm hả? Sếp ơi, có con cu. Con cu nó như thế nào? Hả? Con cu đâu rồi? Cậu cất nó ở đâu rồi? Con cu nó chui vào bụng em rồi còn đâu? Hả? Ăn cu là có thật. Cậu có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Cậu có biết nó là báu vật quốc gia không? Máu nhổ ra.
Chết rồi sếp ơi, em lỡ nút nó xung bụng, giờ tiêu hóa nó luôn rồi. Không lẽ bây giờ em có thai hả sếp? Chết rồi, em không muốn làm mẹ đơn thân đâu. Nghèo ơi, gớm. Thôi, đáng đời mày nha. Cái tội bỏ con, giờ là phải có con lại. Sếp mày đây cũng chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi, chứ cũng chả có gọi là tai to mặt lớn gì mà chịu trách nhiệm với cậu được đâu. Thôi, cậu ở đấy mà tự nuôi con một mình đấy nhá. Tôi đi đây. Ơ không, anh sếp ơi, đừng bỏ em mà. Ít nhất anh cũng phải để lại cho em 5 triệu chứ. Không. Hả? What the hell? Ủa? Cái gì thế này? Mình biến thành cái gì thế này? Không. À, Kaiju tới, Kaiju tới. Kaiju xuất hiện mọi người ơi, chạy mau, chạy mau. Cái gì cơ? Mọi người bình tĩnh lại đi. Không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu mọi người. Mọi người bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi không làm hại ai đâu. Mày này. Mày này. Ấy, tay chân của mình bị sao thế này? Tại sao lại không nghe lời mình thế này? Tên nhân loại tầm thường kia. Ngươi là ai vậy? Tại sao lại có thể nói chuyện trong đầu của ta? Ta chính là Kaiju No 8. Hay chính xác hơn, ta là con chim cu cu của Godzilla. Ta đã chiếm hữu cơ thể của ngươi rồi. Giờ ấy, thế giới này sẽ là của ta. Không được, không được, không được như thế này. Ta là một người tốt, ta không muốn làm hại ai cả. Tin khẩn cấp, tin khẩn cấp. Sau đây là tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Một con Kaiju mạnh nhất từ trước đến nay mà nhân loại phải đối mặt. Được biết, Kaiju này mang tên là Kaiju số 8 và sức mạnh đo được ở hiện trường hiện đang là 9.6. Thật là kinh khủng. Alo, hả? Cái gì cơ? Nani? Chuẩn như. Được rồi. Các bạn ạ, có lẽ hôm nay sẽ là ngày tận thế của chúng ta rồi. Bây giờ đội phòng vệ đã nhậu say bí tỉ, không biết trời trăng mây gió hay con chó con khỉ gì cả. Không còn ai có thể bảo vệ chúng ta khỏi con Kaiju mạnh nhất nhân loại này. Mọi người à, hãy dành thời gian cuối cùng của cuộc đời để làm những điều mình thích đi. Nani? Tận thế đến rồi đây. Tận với chả thế cái vùng què gì. Cứ để đấy, tôi lo. Hả? Anh bạn à, mau về nhà với mẹ đi chứ. Ở đây là chỗ không phận sự miễn vào. Nope. Đừng lo anh bạn à, tôi đến để cứu thế giới của anh bạn đây. Ê, coi chừng, mau tránh ra. Ủa, anh bạn MC mới đứng đây anh chạy đâu mất tiêu rồi nhỉ? Đâu mất tiêu rồi ta? Eo ơi, chân mình dẫm phải cướp. Này, cái tên quái vật kia, thịt của anh bạn có ăn được không? Thằng nào đang nói đây? Lại là một thằng ranh con, không biết tự lượng sức mình đây mà. Tưởng thế nào chứ, bây giờ tao sẽ cho mày thành thịt say sinh tố. Ôi. Lại một cục cướp nữa, bị dẫm dưới chân của ta. Có cái tiếng gì nhỉ? Năm khổng lồ. Nào, tên quái vật kia, mau lao lên đi. Bố mày chấp mày đấm trước luôn đấy. Được rồi, đấy là do mày muốn đấy nhá. Cứ gãy to hết cỡ đi. Chuẩn bị ăn cái cú đấm này, rồi không còn răng để mà gãy nữa đâu. Ảo thật đấy. Mẹ cái thằng Kaiju kia. Mày thích phá hủy hàng họ của ông không? Ông mày đã bị tha cho mày một con đường sống nhá. Thì ra là mày chọn con đường chết. Omuro, sấm sét khổng lồ. Anh ơi, bình tĩnh lại đi. Có thằng cờ hóa nào, nó ngáng chân em đấy chứ. Chứ em không cố ý đấm vào cu anh đâu.
Lần sau chưa đi nha con. Tưởng thế nào chứ mình vẫn là vô đối. Oh.